kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh youtube của báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 26 tháng 12, phiên tòa cấp phúc thẩm xét xử 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần tranh tụng. Tự bào chữa tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết, bạn bè của mình đã khắc phục thêm 5 tỷ đồng, nâng số tiền đã nộp là 6,2 tỷ đồng, trên tổng 25 tỷ đồng nhận hối lộ do đó bị cáo lan mong muốn hội đồng xét xử xem xét lại về ý thức khắc phục hậu quả vụ án theo bị cáo lan phần lớn số tiền nhận hối lộ đã bị nữ cựu cục trưởng cục lãnh sự dùng để mua chứng khoán trái phiếu và chi tiêu cá nhân sau khi bị bắt truy tố xét xử các tài khoản đều bị phong tỏa nên tiền đầu tư cũng kể trong đó khai về nhận thức lúc nhận tiền cựu cục trưởng cục lãnh sự nói chỉ nghĩ là tiền cảm ơn của doanh nghiệp khi giúp đỡ họ làm xong công việc chỉ đến khi bị bắt bị cáo lan mới hiểu hành vi này là vi phạm pháp luật Trước đó, trong phần luận tội, vị kiểm sát nhân dân đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan từ án tù trung thân xuống 20 năm tù. Vị kiểm sát nhân dân ghi nhận việc bị cáo tự nguyện phát mại các tài sản hiện có để khắc phục hậu quả vụ án. Bên cạnh đó, tháng 11, Công đoàn Bộ Ngoại giao, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã có đơn gửi hội đồng xét xử xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan do có nhiều đóng góp cho ngành. Cùng với đó, bản thân bị cáo cũng có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng thưởng các huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen của nhiều bộ, ngành. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ và được Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc này, cấp phép chuyến bay. Trong quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay giải cứu, bị cáo Hương Lan nhận hối lộ ba hai lần của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp với số tiền hơn 25 tỷ đồng theo cáo trạng bị can nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký tham gia các chuyến bay combo của doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao bị can lan không cần thiết phải trực tiếp liên hệ trao đổi gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp tuy nhiên trên thực tế tất cả kế hoạch dự kiến lựa chọn doanh nghiệp tham gia tổ chức chuyến bay giải cứu đều phải xin ý kiến chỉ đạo của bị can hương lan trước khi trình lãnh đạo bộ ngoại giao phê duyệt một số trường hợp bị can lan trực tiếp ký nháy trên các kế hoạch tổ chức chuyến bay do cục lãnh sự dự thảo trình lãnh đạo bộ ngoại giao ký gửi tổ công tác nam bộ theo cáo buộc, bị can Nguyễn Hương Lan đã can thiệp sâu vào kế hoạch tổ chức chuyến bay combo cho các doanh nghiệp theo từng tuần, tháng. Trong quá trình thực thi công vụ, Nguyễn Thị Hương Lan hướng dẫn doanh nghiệp thân cận mượn nhiều pháp nhân khác nhau để xin chuyến bay. Cùng với đó, bị can này cũng như chỉ đạo, đốc thúc cán bộ giới quyền, các đơn vị có liên quan đến việc phát hành văn bản phê duyệt, cấp phép bay cho doanh nghiệp thân cận nhanh hơn đối với doanh nghiệp chưa thỏa thuận đưa tiền bị căn lan chỉ đạo cấp dưới xác ngày bay mới thông báo thay đổi kế hoạch bay số lượng công dân trên chuyến bay mà doanh nghiệp đề xuất từ đó doanh nghiệp bị động buộc tách tuyến chạy xin thêm công dân để đủ ghế trên chuyến bay giải cứu bên cạnh đó nguyễn thị hương lan chỉ tiếp xúc với những doanh nghiệp lớn thân cận hoặc những doanh nghiệp có mối quan hệ với lãnh đạo các cấp không tiếp xúc với doanh nghiệp nhỏ hoặc không thân quen từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, 8 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận đưa tiền cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan để được cấp phép chuyến bay nhanh chóng. Lan đã 33 lần nhận tiền của doanh nghiệp, tổng cộng hơn 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bị can Lan khai chỉ gặp và nhận khoảng 900 triệu đồng của các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay combo, không nhớ cụ thể số lần và số tiền của từng lần. Sau 2 ngày xét xử, tối 26 tháng 12, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu được nói lời sau cùng trước khi đi vào nghị án. Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, gia đình có bố mẹ, vợ đều làm trong ngành y tế, từng giúp đỡ nhiều bệnh nhân chữa bệnh. Tuy nhiên, Hành động nhận hối lộ của bản thân là nhất thời vì không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền chứ không phải bản chất của bị cáo. Bị cáo khẳng định không làm gì sách nhiễu hay gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi cấp phép chuyến bay. Cựu thư ký Thứ trưởng xin nhận tội trước pháp luật, xin lỗi đảng, nhà nước, Bộ Y tế và những người dân chịu thiệt thòi trong đại dịch Covid-19. Trước tòa, bị cáo kiên trình bày, bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình, rất hối hận nếu có cơ hội nào đó để cho bị cáo chuộc lỗi lầm thì bị cáo sẵn sàng thực hiện. Bị cáo mong tòa cho được hưởng hình phạt có thời hạn để được trở về phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc vợ con. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 25 tháng 12, trình bày về đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trước và trong phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo đã vận động gia đình, người thân nộp khắc phục hơn 42 tỷ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm ngày 7 tháng 9, vợ bị cáo đã tiếp tục nộp thêm 400 triệu để khắc phục 100% toàn bộ số tiền bị cáo đã nhận là 42,6 tỷ đồng từ các doanh nghiệp. Theo cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, trong quá trình điều tra, bị cáo tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra làm rõ số tiền 15 tỷ đồng trong số hơn 42,6 tỷ đồng mà bị cáo đã nhận của doanh nghiệp. Cùng với đó, bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo khác trong vụ án bị cáo phạm trung kiên khóc nghẹn trước tòa và nói bị cáo xin lỗi lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân vì đã gây ra lỗi lầm bị cáo xin hội đồng xét xử được cho hưởng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với xã hội đoàn tụ với gia đình sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra Đến ngày 26 tháng 12, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đã nêu quan điểm luận tội đối với 21 bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu trước khi qua phần tranh tụng. Trong quá trình xét xử vụ chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát cho rằng mức án trung thân mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế là phù hợp nên đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, trong bản luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, được giao nhiệm vụ thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, xong đã lợi dụng chức vụ được giao gây khó khăn cho các đại diện tham gia chuyến bay combo và chuyến bay giải cứu. Bị cáo Phạm Trung Kiên gây khó khăn để các doanh nghiệp phải đưa tiền theo yêu cầu. Theo đại diện cơ quan công tố, Phạm Trung Kiên nhận tiền 253 lần, tương đương 42,6 tỷ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu. Kiên dù không có chức năng, nhiệm vụ trong phê duyệt chuyến bay, nhưng lại là cán bộ nhận hối lộ nhiều nhất cả số lần và số tiền. Viện Kiểm sát Nhân dân nêu quan điểm, bị cáo có hành vi cố tình ép buộc doanh nghiệp và số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn. Từ các căn cứ trên, Viện Kiểm sát cho rằng mức án trung thân mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với cựu thư ký Phạm Trung Kiên là phù hợp nên đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Theo cáo trạng, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Phân phòng chính phủ, tổ công tác của một số bộ, ngành, ngoại giao, y tế, công an, giao thông vận tải, quốc phòng và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly thời điểm đó bộ y tế phân công một thứ trưởng làm nhiệm vụ xem xét duyệt ký văn bản trả lời bộ ngoại giao văn phòng chính phủ và các cơ quan chức năng khi những nơi này xin ý kiến về chuyến bay giải cứu chuyến bay combo và xin cho khách lẻ được về nước các cơ quan chức năng thông qua phạm trung kiên để trình thứ trưởng bộ y tế xem xét ký duyệt văn bản trả lời Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thư ký Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng một chuyến bay. Đối với chuyến bay combo, Thư ký Kiên ra giá với doanh nghiệp phải trung chi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một khách. Đối với khách lẻ, Kiên ra giá từ 7 đến 15 triệu đồng một khách. Chỉ trong 8 tháng của năm 2021, Phạm Trung Kiên đã có đến 253 lần nhận tiền của 18 cá nhân, đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ. Ngoài ra, Kiên còn cùng với Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, yêu cầu gợi ý các doanh nghiệp liên hệ chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay cũng như kịp trả lời các văn bản liên quan chuyến bay giải cứu. Trong đó, bị cáo này nhiều lần nhận ở trụ sở Bộ Y tế hoặc yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Bích Ngọc, mẹ vợ Kiên. Tại phiên tòa ngày 11 tháng 7, bị cáo Đào Minh Dương, giám đốc công ty Visa Sun khẳng định nếu không đưa tiền bôi trơn thì sẽ bị gây khó khăn trong xin cấp phép chuyến bay giải cứu. Thời gian đầu nộp hồ sơ cấp phép tại cục lãnh sự bộ ngoại giao nhiều lần cục trưởng khi đó là bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan yêu cầu phải chi tiền, do không đưa tiền nên doanh nghiệp của bị cáo này thường xuyên bị gây khó. Về lý do đưa tiền hối lộ, bị cáo Đào Minh Dương cho biết bị cáo đã bị vụ Anh Tuấn và Phạm Trung Kiên ép phải đưa tiền. Khi gặp ở bộ Y tế Kiên Quát bảo các anh làm ăn phải nộp mỗi người mấy triệu. Kiên nói tôi biết các anh đưa tiền cho anh Tuấn thì cũng phải đưa tiền cho tôi 150 triệu một chuyến, bị cáo Dương khai. Theo Dương, khi bị cáo gặp bị cáo vụ anh Tuấn thì nói, em không cần tiền của các anh nhưng các anh không đưa để em đưa xếp thì chuyến bay này không được duyệt. Qua đó, Tuấn cũng đòi 150 triệu đồng trên một chuyến bay. Sau đó, bị cáo bị yêu cầu đưa 3 tỷ đồng cho bị cáo Phạm Trung Kiên, vụ anh Tuấn để được cấp phép 17 chuyến bay. Tuy nhiên, trên thực tế, Dương mới chỉ đưa Kiên 1,1 tỷ đồng, còn Tuấn 1,6 tỷ đồng những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh youtube của báo người lao động cảm ơn sự đồng hành của quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau